ngày 11 tháng 4 tại chùa Kandaranxi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu Allen làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôn Chân Năm Thơ Mây, đồng bào Khmer tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh Quỳnh Văn Hồng Ngọc và đại diện lãnh đạo quận 3. Tiếp đón đoàn có Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Kandaranxi, chư tăng Phật tử cùng đại diện đồng bào dân tộc Khmer có uy tín trên địa bàn thành phố. Gửi lời chúc mừng năm mới, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu Allen khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các dân tộc, nhất là vào các dịp Tết cổ truyền. Nhân dịp lễ trọng đại của cộng đồng dân tộc đồng bào Khmer, ông Hầu Allen gửi lời chúc đến Hòa thượng Danh Lung, chư tăng chùa Kandaranxi cùng các Phật tử và toàn thể đồng bào Khmer một năm mới nhiều thắng lợi, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Nhân đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng mong muốn cộng đồng dân tộc người Khmer sẽ tiếp tục đồng hành cùng cả nước, phát huy những thành quả đạt được, cố gắng đoàn kết dân tộc, khắc phục những khó khăn, vươn lên để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các cơ sở tôn giáo cũng tiếp tục phát huy các hoạt động hỗ trợ cho đồng bào Khmer, các em sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mỗi dịp Tết đến, Hòa thượng Danh Lung bày tỏ niềm vui khi được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến thăm trước Tết. Hòa thượng cũng khẳng định bên cạnh việc hướng dẫn chư tăng Phật tử tu tập, chùa còn phát huy vai trò trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước Việt Nam, Lào, Campuchia đối với các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Hòa thượng cũng hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng vùng đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hồ A Lên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã dành những phần quà chúc Tết, động viên ân cần đến các chư tăng Phật tử và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer.